tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không thời gian ngày 28 tháng 4 năm 2010 địa điểm hiệp hội phật đà giáo dục hồng kông chuyển ngữ bổ quan tự đệ tử như hòa dạo chánh đức phong và huệ trang hai mươi bốn chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang thứ hai mươi bốn Dòng thứ tư Chúng ta xem từ câu đầu tiên Thuận Bồ Đề Môn Giả Bồ Tát Diễn Ly Như Thị Tam Chủng Bồ Đề Môn Tương Di Pháp tức đắc tam chủng tùy thuận bồ đề môn pháp phía trước câu này sót một chữ tức chữ nhị vì trong đoạn thứ nhất thuộc phần trước đã ghi tiên tu ly tam chủng giữ bồ đề môn tương di pháp đã nói xong ở chỗ này sẽ giảng về thuận bồ đề môn thuận bồ đề môn cũng có ba điều tiếp đó đọa... sách viết hà đẳng di tam Nhất giả vô nhiễm thanh tình tâm Bất dị tự thân cầu an lạc cố Bồ đề thị vô nhiễm thanh tịnh xứ Nhược dị tự thân cầu lạc Tức di bồ đề môn Thị cố vô nhiễm thanh tịnh tâm Thị thuận bồ đề môn Đề mục của đoạn lớn này là Nhất kinh tông thủ Nếu nói theo cách bây giờ Sẽ là y theo nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao Của bộ kinh này Nguyên tắc chỉ đạo này đã được nêu chung trong phần trước Phát Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm đây là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao trong tịnh tâm Ở đây vì chúng ta nói chi tiết Đắc thanh tịnh tâm như thế nào Đặc biệt là Trong tựa đề của bộ kinh này Nửa sao nói thanh tịnh, bình đẳng, giác Nêu ra cương lĩnh tu hành có tông Đó là tông chỉ Tức tông chỉ tu học của bộ kinh này Thú là quả Ta chiếu theo phương pháp này để tu Trong tương lai sẽ đắc quả báo ra sau Cái quả nằm ngay trong nửa trước của tựa đề kinh Quý vị đạt được điều gì? Đạt được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm Quý vị thấy quả báo này thù thắng lắm trong kinh Hoa Nghiêm Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Hết thể chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng như lai Ai nấy đều có, vốn sẵn có Do vậy, giáo Pháp Đại Thừa thường nói Hết thể chúng sanh vốn là Phật Nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa này của Đức Phật Chẳng phải là mê tín phật là tiếng ấn độ người ấn độ gọi là phật người trung quốc gọi là thánh nhân do vậy phật và thánh nhân có cùng một ý nghĩa chữ thánh nhân của trung quốc nên giảng như thế nào thánh là thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh đó là thánh chữ phật trong tiếng ấn độ nghĩa là giác cũng là hoàn toàn giác ngộ Hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ Đúng là có cùng một ý nghĩa Phật giáo truyền tới Trung Quốc Chữ này được dịch âm Nói thật ra là có thể dùng chữ thánh của tiếng Hán để dịch Có những đoạn kinh văn trong Phật Pháp Gọi Phật là Đại Thánh Điều này rất thích hợp với khẩu vị của người Hoa Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni Vì thế quý vị hiểu rõ gian tự Sẽ chẳng nói Phật giáo là mê tín. Quý vị chẳng hiểu ý nghĩa Tưởng Phật là thần, Bồ Tát là thần, La Hán là thần Hoàn toàn sai lầm Trong Phật giáo Phật, Bồ Tát, A La Hán là những danh xưng học vị Phật là tối cao, người trung quốc gọi là thánh cấp thấp hơn thánh nhân là hiền nhân cấp thấp nhất là quân tử trong phật pháp cũng có ba đẳng cấp tối cao là phật đà thứ nhì là bồ tát kém hơn nữa là a la hán ba danh xưng học vị chớ nên không hiểu rõ sự giáo dục của phật nhằm mục tiêu cuối cùng tột bậc là dạy chúng ta trở về tự tánh vì sao tự tánh viên mãn tổ tiên dạy chúng ta bổn tánh vốn lành phật gọi là tự tánh còn gọi là bổn tánh hai câu đầu tiên trong tam tự kinh là nhân chi sơ tánh bổn thiện Quý vị làm thế nào để trở về bổn thiện Thì sự giáo học này sẽ đạt được Vì sao chẳng thấy bổn thiện Vì quý vị có tập tánh bất thiện Tam tự kinh nói rất rõ ràng Tánh tương cận tập tương diễn Tánh của mọi người đều như nhau Đều là trí thiện Thiện ấy chẳng phải là thiện trong thiện ác Phải hiểu rõ Thiện ấy là danh từ nhằm ca ngợi nó quá hoàn mỹ Chẳng có một chút khiếm khuyết nào Trong tự tánh có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Này chúng ta nói tới tướng hảo là nói tới phước báo Vô lượng phước báo mà chính quý vị vốn có Vì sao mất đi? Này ở trong thế gian này chúng ta thấy trí huệ bất bình đẳng Đức hạnh cũng chẳng bình đẳng Phước bao cũng không bình đẳng Do duyên cớ nào? Do nghiệp chướng của chính quý vị có dày hay mỏng khác nhau Nghiệp chướng dày, thông minh, trí huệ kém súc Nghiệp chướng mỏng, thông minh, trí huệ hơn một chút Do vậy, trí huệ và đức tướng đều như nhau nhưng vì phiền não có dày, mỏng, cạn, sâu khác nhau Cho nên lộ ra chẳng giống nhau Giáo học của Phật Đà chẳng có gì khác Nhằm dạy chúng ta xa lìa tập khí phiền não Buông xuống Thấy đều buông xuống Quý vị sẽ thành Phật Sẽ hoàn toàn khôi phục Phiền não tập khí vô lượng vô biên Thích Ca Mâu Ni Phật quy nạp thành ba loại lớn Nhằm mục đích dễ nói hơn Dễ giảng hơn trong khi dạy học Mỗi loại đều là vô lượng vô biên Chẳng thể tính đếm được Loại thứ nhất Gọi là vô minh phiền não Kinh Hoa Nghiêm gọi loại này là vọng tưởng Còn trong Giáo Pháp Đại Thừa Gọi nó là vô minh phiền não đây là một loại loại thứ hai là trần sa phiền não trần sa là tỷ dụ các phiền não ấy nhiều như bụi cát trong kinh hoa nghiêm chúng được gọi là phân biệt vì thế phân biệt là phiền não tức trần sa phiền não loại lớn thứ ba gọi là kiến tư phiền não Kiến là kiến giải của quý vị sai lầm Tư là tư tưởng Quý vị nghĩ trật rồi Nghĩ sai chân tướng sự thật rồi Thấy sai rồi Điều này gọi là kiến tư phiền não Kinh Hoa Nghiêm gọi loại này là chấp trước Chấp trước là kiến tư phiền não Quý vị có thể buông chấp trước xuống Sẽ chứng quả A-la-hán Được gọi là bậc A-la-hán đã đạt được học vị thứ nhất chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian nếu tiến hơn một bước nữa không chỉ chẳng chấp trước mà phân biệt cũng không có quý vị là bồ tát đạt được học vị thứ hai học vị tối cao là lục căng đối với cảnh giới lục trần chẳng khởi tâm không động niệm đấy là chẳng có vô minh phiền não Vô minh phiền não là khởi tâm động niệm Chẳng khởi tâm không đồng niệm Quý vị sẽ thành Phật Đạt được học vị tối cao Đó là ba danh xưng học vị Do vậy các đồng học nhất định phải biết Hiện nay Phật giáo biến thành tôn giáo Chúng ta đều là tội nhân Đối với Thích Ca Mâu Ni Phật cứ sau 2.500 năm sau Khi lão nhân gia nhập Việt, Giáo học đã biến thành tôn giáo Chúng ta phải biết Chúng ta chẳng trọn hết trách nhiệm Thuở tài thế Thích Ca Mâu Ni Phật Chẳng dính líu gì đến tôn giáo 19 tuổi cầu học Tham học 30 tuổi khai ngộ Khổng lão phu tử cũng thế 15 tuổi dốc chí học hành 30 tuổi hoàn tất Thánh nhân Đông Phương và Tây Phương Có rất nhiều chỗ tương đồng Nhưng sau khi khai ngộ Đức Thế Tôn liền giáo học Suốt đời làm công tác này Thân hành ngôn giáo Ngài thật sự làm được Làm được toàn bộ những điều Ngài đã giảng Nếu Ngài làm không được sẽ chẳng nói Hệ nói ra đều thật sự làm được Nêu gương tốt cho mọi người chúng ta Dạy bao lâu? Dạy suốt cả đời 79 tuổi viên tịch vì thế, trong kinh giáo thường thấy ghi giảng kinh hơn 300 hội thuyết pháp 49 năm. Từ 30 tuổi bắt đầu đến 79 tuổi viên tịch. Sống một ngày bàn dạy một ngày. Vui thích dạy dỗ chẳng mệt mỏi. Nói theo cách bây giờ ngài mang thân phận gì? Giáo dục đa nguyên văn hóa. Có thể nói là đa nguyên Vì Ngài chẳng phân biệt quốc gia Tôn giáo, tín ngưỡng Cũng chẳng phân chia dân tộc Là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên gian hóa Thật sự mang thân phận ấy Chính Ngài thì sao? Chính Phật là một người thực hiện nghĩa vụ công tác giáo dục xã hội đa nguyên Chẳng lấy học phí Cuộc sống rất đơn giản Trưa ăn một bữa Ngủ với cội cây Ăn cơm từ chỗ nào Khất thực Đúng là nhất bác thiên gia phạn Lời này là sự thật Chẳng giả Quý vị mở kinh điển ra xem Sẽ thấy Các vị thường tùy đệ tử của Phật Tức là những người thường theo Ngài chẳng rời đức Phật tới nơi đâu họ theo tới đó. Một ngàn hai trăm năm mươi lăm người, mỗi người đều ra ngoài khất thực, tức là một ngàn hai trăm mấy cái bát. Khất thực chẳng phải là ta xin được bàn ăn, chẳng phải vậy. Trở về đổ dồn cơm vào với nhau, sau đây chia ra ăn. Do vậy cơm trong bát của mỗi người đều là do xin từ ngàn nhà về. Chúng ta liễu giải chân tướng sự thật này. Biến Phật giáo thành tôn giáo Là do lũ học trò đời sau chúng ta đại bất hiếu Cứ sao biến Phật giáo thành ra nông nổi này Là học trò thật sự của Đức Phật Phải khôi phục diện mạo vốn có Diện một vốn có của Phật giáo là giáo dục Phật giáo truyền tới Trung Quốc là do hai vị Đại Đức Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đến Trung Quốc. Họ ấy hán mình Đê bái họ làm thầy, do vậy họ biến thành quốc sư. Họ vốn đều là khất thực, đều ngủ dưới cội cây, nay làm thầy hoàng thượng tại Trung Quốc. Nếu thầy của hoàng thượng ra ngoài khất thực Đến ngủ dưới cội cây Người ta sẽ chửi bới hoàng đế chết mất Người làm hoàng đế kiểu gì Làm sao có thể khiến cho thầy nhà ngươi sống như vậy được Do vậy Sau khi đến Trung Quốc Họ đành bỏ truyền thống xưa ấy Quý vị thấy hàng thuận chúng sanh Tùy thuận tập quán của dân Trung Quốc hoàng thượng cũng ban cho họ cung điện dựng chùa tự là gì quý vị phải biết tự là cơ cấu làm việc của chính phủ là một cấp hành chánh trực thuộc hoàng đế cai quản đó là tự Quý vị tới thăm cố cung Trong cố cung có rất nhiều tấm biển Như Hồng Lô Tự Thái Tượng Tự Đấy đều là các đơn vị cấp dưới của Hoàng đế Do Hoàng đế trực tiếp quản trị Gọi là Cửu Tự Trưởng quan của chính tự gọi là Khanh Tam Công Cửu Khanh Tam Công là cố dân của Hoàng thượng Địa vị rất cao Cửu Khanh là thủ trưởng đơn vị Ở dưới họ một cấp Đơn vị dưới tệ tướng một cấp là bộ Thủ trưởng của bộ gọi là Thượng Thư Thượng Thư là bộ trưởng Thị Lan là thứ trưởng Do vậy Cơ cấu với hoàng thượng một cấp sẽ cao hơn tệ tướng một bậc cấp dưới của tệ tướng gọi là thượng thư còn họ gọi là khanh tức tam công cửu khanh cơ cấu làm việc của phật giáo cũng gọi là tự do hoàng thượng trực tiếp nắm giữ do vậy trung quốc vào thời ấy trở thành có hai bộ giáo dục bộ giáo dục dưới quyền tệ tướng là bộ lễ sắp theo thứ tự thuận bộ lễ đứng đầu đây là quy chế do tổ tiên trung quốc truyền lại bất luận là gia đình hay quốc gia đều xếp giáo dục lên đầu kiến quốc quân dân giáo học di tiên quý vị thành lập một chính quyền quân là người lãnh đạo lãnh đạo nhân dân coi điều gì là bậc nhất giáo dục bậc nhất vì thế bộ lễ là bộ thứ nhất Khi tệ tướng có việc chẳng thể coi sóc chính sự Thượng thư bộ lễ sẽ thay mặt Quý vị thấy địa vị của ông ta rất cao Nhìn vào chế độ thời cổ của Trung Quốc Bất luận là gia đình hay quốc gia Đều xếp giáo dục vào bậc nhất Nói cách khác Hết thảy đều nhằm phục vụ giáo dục Do vậy quốc gia mấy ngàn năm ổn định Đạo lý ở chỗ này Vậy những gì? Giáo dục dung bồi căn bản Giáo dục cơ sở trong 3 năm đầu Trẻ nhỏ từ lúc sanh ra cho đến 3 tuổi Là giáo dục dung bồi căn bản Do mẹ dạy Giai trò người thầy đầu tiên của đứa trẻ Do mẹ nó đảm nhận Dạy gì? Này tôi nói với mọi người Đấy chính là đệ tử quy Đệ tử quy chẳng phải là dạy trẻ nhỏ đọc Mà là cha mẹ làm gương cho con thấy Trẻ nhỏ vừa sanh ra mở mắt ra Nó có thể thấy Tai nó có thể nghe Nó đã đang học tập Quý vị thấy từ lúc sanh ra cho đến 3 tuổi Nó học một ngàn ngày Trong một ngàn ngày ấy Trong sự giáo dục trước đây Đều được hết sức coi trọng là hết thảy những thứ phản diện Chẳng để cho trẻ nhỏ thấy, nghe hay tiếp xúc Hết thể những gì nó được tiếp xúc Đều là chính diện Cha mẹ trước mặt con luôn lịch sự từ tốn Do vậy, cổ ngạn ngữ Trung Quốc có câu Tam tuổi kháng bác thập Ý nói ba tuổi dung bồi căn bản Tám mươi tuổi sẽ chẳng biến đổi Sự giáo dục này nhằm dung bồi cội sâu rễ vững. Sách đại học có câu Cách dệt trí tri thành ý chánh tâm Bồi dưỡng lúc nào? Bồi dưỡng trong 3 năm một ngàn ngày ấy Dung bồi cội rễ thật tốt Sau này nó đi học Thầy giáo là sự tiếp tục của gia giáo Kéo dài gia giáo Thầy giáo phải nêu gương cho học trò thấy Thầy thay thế bậc trưởng thượng trong gia đình Bậc trưởng thượng làm như thế Thầy cũng làm như thế Lòng tin của trẻ đã được đặt vững rồi Vì thế trước kia giáo dục của Trung Quốc thành công như thế đó Kiểu giáo dục ấy đến khi nào chẳng còn nữa Sau khi dân quốc thành lập Quan niệm giáo dục ấy còn được kéo dài 20 năm Sau năm dân quốc thứ 20 Bàn chẳng còn nữa nó bị triệt để tiêu diệt Sau thời chiến tranh Trung Nhật Sau 8 năm kháng chiến hoàn toàn chẳng còn nữa Do vậy tôi thường nói Chúng ta và Nhật Bản đánh nhau 8 năm Người bị tử thương, tổn thất sanh mạng, tài sản là chuyện nhỏ Bé nhỏ không đáng kể Tổn thất lớn nhất, gia đình truyền thống và nền gia giáo truyền thống bị mất đi Tổn thất quá lớn Đối với sự tổn thất này, nếu chúng ta không có tầm cảnh giác cao độ để khôi phục ngay lập tức, dân tộc sẽ bị diệt vong. Trong bốn nền văn minh cổ trên thế giới, ba nền văn minh khác không có điều này. Chỉ riêng Trung Quốc có. Nếu Trung Quốc dứt bỏ truyền thống này, cổ văn minh của Trung Quốc sẽ tiêu mất. Tôi tin rằng chưa đầy 30 năm, Trung Quốc sẽ chẳng còn gì hết. Nên giáo dục ấy bị mất đi là chuyện đáng buồn nhất của nhân loại trên toàn thế giới Không riêng gì Trung Quốc bị tổn thất mà cả thế giới đều bị tổn thất Thập niên 70, ông Thang Ân Tỷ thường nói Ông này là một nhà sử học người Anh Ông ta nói giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Đại Thừa Phật Pháp Điều này do người khác nói chẳng phải do tôi nói nó thật sự có lý ngày nay chúng ta khôi phục nền giáo dục của đức phật bằng cách nào phật là giáo dục chẳng phải là tôn giáo làm thế nào để khôi phục truyền thống giáo dục nho gia và đạo gia trung quốc truyền thống trung quốc chắc chắn chẳng tách lìa nho thích đạo Nho thích đạo trên hình thức thì có Trên thực tế đã chẳng còn nhìn thấy nữa Người học Nho cũng học đạo và Phật Người học Phật cũng học Nho và học đạo Môn nào cũng đều không Thứ gì cũng đều hiểu Đây là một nhận thức căn bản Đối với văn hóa truyền thống Mà chúng ta phải hiểu rõ phải minh bạch Hiện thời muốn khôi phục Chẳng cần phải dựng chùa miếu Đó là cách làm trong thời đại đế dương trước kia Không cần tạo dựng hình thức ấy Hiện thời những chùa miếu ấy là cổ tích Là nơi để giảng cảnh du lịch Có đặc tính hấp dẫn lịch sử Chuyện ấy tốt lắm Nhưng chẳng thể dạy học trước kia tôi thường gặp cụ triệu phát sư hầu như hàng năm tôi đều về thăm cụ tôi đề nghị với cụ hiện tại giao thông thuận tiện truyền thông phát triển phật giáo trung quốc là mười tông phái mười tông phái đều khôi phục mỗi tông phái thành lập một đạo tràng Giống như diễn đại học tại ngoại quốc Tìm một cuộc đất thuận lợi để xây dựng Thành lập viện đại học Chia thành hai bộ phận Một bộ phận là giải môn Bộ phận kia là hành môn Về danh xưng Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã từng đề nghị Đề nghị ấy hết sức hay Bộ phận tu hành gọi là học hội Chúng ta là tịnh độ tông Thì tịnh tông học hội Là bộ phận tu hành Còn bộ phận nghiên cứu lý luận và kinh điển Được gọi là tịnh tông học viện Đối với thiên thai tông Thì là thiên thai học hội Và thiên thai học viện Đây là danh xưng được hiện đại hóa Mọi người vừa nhìn vào Liền liễu giải Đó là đúng Hoa nghiêm học viện Hoa nghiêm học hội Dành sừng ấy Khiến cho người ta chẳng mê hoặc tí nào Đây là một đề nghị hết sức hay Nếu chúng ta thật sự hiểu Thật sự làm Có như vậy thì mới có thể Phục hưng gian hóa truyền thống Trung Quốc Tối thiểu Trung Quốc sẽ có Một ngàn năm hưng thịnh xuất hiện Ngàn năm thịnh vượng Và ổn định lâu dài Trung Quốc hương thịnh nhất định sẽ hướng dẫn thế giới tiến đến hòa bình, yên định. Quý vị nói xem chuyện này có vĩ đại lắm hay không? Rất có ý nghĩa. Trong thời kỳ mạt Pháp, trong giáo Pháp Đại Thừa, Kinh Vô Lượng Thọ Thù Thắng Khôn Sánh. Chúng tôi vừa nói đến Đề Kinh. Quý vị thấy cái tâm thanh tịnh và quả báo đạt được do tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là nhân Quả là trang nghiêm Trang nghiêm là đẹp đẽ tốt lành Tâm bình đẳng là định Là tam muội Quả báo là vô lượng thọ Đó là đức Sau đó là giác Giác chứ không mê Quả báo là Đại Thừa Đại Thừa là trí huệ Kinh Hoàng Nghiêm nói Tự tánh vốn trọn đủ Đức tướng bát nhã Đức là vô lượng thọ Tướng là trang nghiêm Trí huệ bát nhã là Đại Thừa những nhân và quả này đều được đặt trong tựa đề kinh tu nhân chứng quả đấy là tông thú của kinh này nay điều đầu tiên được dạy trong kinh này là vô nhiễm là tâm thanh tịnh nhiễm là ô nhiễm nay tâm chúng ta chẳng thanh tịnh vì sao có chấp trước có phân biệt có phải như vậy hay không nói chẳng tận nói đơn giản thì chấp trước cái thân là ta đó là ô nhiễm quý vị có thân kiến đó là cái ải đầu tiên chấp trước thân là ta đức phật nói thân này chẳng phải là ta thân là gì thân là ngã sở tức là cái mà ta có giống như y phục y phục là cái ta có chẳng phải là ta mọi người hiểu điều này dễ dàng y phục dơ bẩn thì thay bộ khác cùng một đạo lý thân chẳng phải là ta thân là cái mà ta có sử dụng vài chục năm giống như một cỗ máy chẳng sử dụng ngon lành nữa thì đổi lấy cái mới đổi lấy một thân thể mới Đó là đúng Người thật sự có công phu Các khoa học gia hiện thời bảo Tế bào của con người Tức tế bào trong thân thể Cứ 7 năm là một chu kỳ Mỗi ngày chúng ta đều thay đổi Sau 7 năm Những tế bào cũ đều chẳng còn Đổi mới toàn bộ Nếu chúng ta hỏi Vì sao nó càng thay đổi càng tệ Lão quá chứ không phải là tệ đi Càng thay đổi càng chẳng được lành lợi sáng suốt Vì sao chẳng đổi thành một cỗ máy mới Nếu đổi thành cỗ máy mới Quý vị sẽ trường sanh bất lão Vì sao lại càng thay đổi càng kém quải Quý vị suy nghĩ đạo lý này sẽ hiểu Thở nhỏ ngây thơ Từ 10 tuổi đến 20 tuổi từ 7 tuổi tới 14 tuổi, 21 tuổi, mỗi lúc thay đổi gần như đều là đổi mới. Không có gì sai khác. Thật là tốt. Sau 20 tuổi cứ mỗi 7 năm sau chẳng bằng 7 năm trước đó. Vì sao? Vì tự tư tự lợi giấy lên. Vì vọng niệm giấy lên. Chạy theo dục vọng, tham sân si mạng thôi rồi càng thay đổi càng kém cỏi hơn càng già hơn chấp trước càng nghiêm trọng càng kém hơn đạo lý là như thế đó tế bào trên thân thể thay đổi nghe theo lệnh của ai nghe theo ý niệm của chúng ta do vậy nếu quý vị thật sự đắc thanh tịnh tâm sự thay đổi toàn là tốt đẹp Cũng có nghĩa là Quý vị chẳng có tướng già yếu Nếu quý vị đắc tâm bình đẳng Khi thay đổi Sẽ gần giống như đổi mới Chúng ta nói Bồ Tát niên niên thập bát Bồ Tát thay đổi thần tướng Do có tâm bình đẳng các ngài không chỉ thanh tịnh mà còn đạt đến bình đẳng. Thanh tịnh là tâm A-la-hán, bình đẳng là tâm Bồ-Tát, giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó là tâm Phật. Vì thế thanh tịnh bình đẳng giác là ba giai đoạn. Họ hiểu được. Phàm nhân chúng ta lo được, lo mất, tham lam không chán, nên càng thay đổi càng tệ. năm sáu chục tuổi đã suy hoàn toàn không biết đến chân tướng sự thật nên mới sanh ra hậu quả như thế quý vị thấy bồ tát dạy chúng ta chúng ta tu tịnh độ mục tiêu cuối cùng là cầu sanh về tây phương cực lạc thế giới cầu sanh về thế giới cực lạc Điều kiện khẩn yếu thứ nhất Chứ vị phải ghi nhớ trong kinh thường nói Tâm tịnh ác quải Phật tịnh Tâm điệp quý vị chẳng thanh tịnh Suốt ngày từ sáng đến tối Niệm A-di-đà Phật Mỗi ngày niệm mấy chục dạng tiếng Chẳng nhất định có thể giảng sanh Vì sao? Tâm không thanh tịnh Tới thế giới cực lạc để làm gì? Hưởng thụ Thế giới cực lạc tốt đẹp quá Ta đến đó hưởng phước Do ý niệm này sẽ chẳng thể giảng sanh Do quan niệm ấy hoàn toàn trái nghịch thế giới cực lạc Cần biết thế giới cực lạc là trường học Quý vị cũng chẳng thể coi trường học là nhà mình Bước vào trường chẳng nghĩ sẽ rời khỏi Chẳng thể được sau khi tốt nghiệp nhất định phải rời khỏi Nơi ấy là chỗ bồi dưỡng huấn luyện quý vị thành Phật Quý vị đến học chứ không phải đến để hưởng phước Sau khi thành Phật phải rời khỏi Rời khỏi để đến đâu Đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh Chẳng thể quyến luyến mãi nơi ấy Quý vị có một động cơ như vậy không chỉ A-di-đà Phật chẳng tiếp dẫn quý vị Mà cư dân trong thế giới cực lạc cũng phản đối quý vị Làm sao quý vị đến được Do vậy điều kiện đầu tiên là tâm vô nhiễm thanh tịnh Đã nhiều năm qua tôi thường khuyên mọi người Chúng ta học Phật điều đầu tiên là học thanh tịnh Tôi nêu ra 16 chữ Buông tự tư tự lợi xuống Buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống Buông ngũ dục lục trần xuống Buông tham sân si mạng xuống Thật sự làm được 16 chữ này Có nhập môn hay không? Thưa quý vị chưa nhập môn Tôi nói rất, đúng, rất minh bạch Chứ nên hiểu lầm lời tôi nói Tôi đã dẫn quý vị đến cửa ngõ Đưa tới cửa ngõ Nhập môn thì sao Phải thỏa điều kiện nêu trong kinh Phật Tức là phải buông thân kiến xuống Cái thân này Thật sự chẳng phải là ta Đừng vì thân này tạo nghiệp nữa Đó là đúng Quý vị mới có thể hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức quyết định chẳng vì thân này nữa thân bỏ đi điều thứ hai là phải buông biên kiến xuống nói đơn giản biên kiến là đối lập chẳng còn đối lập với người khác người khác đối lập với ta nhưng ta chẳng đối lập với họ biên là nhị biên không chỉ chẳng đối lập với hết thảy mọi người mà với hết thảy động thực vật cũng chẳng đối lập đối với núi sông đại địa cũng chẳng đối lập đối với hiện tượng tự nhiên cũng không đối lập ý niệm đối lập chẳng có quý vị phải hiểu buông ý niệm đối lập xuống đó là cảnh giới gì khắp pháp giới hư không giới và chính mình là nhất thể nhất thể chẳng đối lập Đối lập chẳng phải là nhất thể Trong đối lập nảy sanh phiền não Căn nguyên của tất cả hết thể phiền não Do đây sanh ra Do vậy phải buông nó xuống Lại còn phải buông thành kiến xuống Người Trung Quốc hay nói Người nào đó có thành kiến rất sâu Phật Pháp Chia thành kiến thành hai loại lớn một là thành kiến nơi nhân Hai là thành kiến nơi quả Chẳng có thành kiến Có người đạt đến mức không có thành kiến Sẽ xử sự đãi người tiếp vật Thuận buồm xù gió Vì sao? Chính mình chẳng có ý nghĩ gì Người khác đều tốt Nhưng quý vị có trí huệ Có thể phán đoán Người khác đề ra điều gì tốt đẹp Quý vị nhất định phục tùng Nhất định tùy thuận Người khác nêu ra thứ gì bất thiện Quý vị có thể uống nắng Khuyên lơn kẻ ấy Nếu nhận thấy kẻ ấy chẳng thể lý giải Chẳng thể tiếp nhận bèn cười cho qua Tận hết sức tránh né hậu quả Tức hậu quả của cái nhân bất thiện ấy Đó là đúng Vĩnh viễn vui sướng Đấy mới thật sự nhập môn Nhập pháp môn của Phật Nhập Phật môn Trong tiểu thừa nhập môn là đã chứng quả tu đà hoàng Tức sơ quả của tiểu thừa Trong đại thừa kinh hoa nghiêm đã giảng Nhập môn thuộc địa vị sơ tính trong hàng thập tính Bồ Tát của Diền Giáo Thập tính là tiểu học Quý vị đã vào học lớp 1 tiểu học Tôi nói 16 chữ để dẫn quý vị đến cửa lớp 1 Quý vị sử dụng tiêu chuẩn ấy của Phật sẽ vào lớp Hãy vào rồi tuy rất thấp Địa vị rất thấp Nhưng quý vị cũng rất lỗi lạc Được gọi là thánh nhân Tiểu thánh Một vị thánh nhỏ nhoi Tuy là thánh nhân nhỏ nhoi Chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi Nhưng chắc chắn chẳng đọa trong tam ác đạo Quý vị được bảo đảm Sanh trong cõi trời hay nhân gian bảy lần Chắc chắn chứng A-la-hán Cũng có nghĩa là Địa vị của quý vị ngày được nâng cao hơn sẽ chẳng thói chuyển trong ba thứ bất thoái quý vị chứng đắc vị bất thoái tiến bộ mỗi ngày quý vị là một vị bồ tát nhỏ trong kinh kim cang đức phật đã nói rất hay đức phật căn dặn hàng đại bồ tát phải thường chăm nom hàng tiểu thừa bồ tát tiểu bồ tát định lực chẳng đủ có khi vẫn phạm tội lỗi cho nên bậc đại thừa bồ tát thường chiếu cố quý vị đầu tiên là quyết định chẳng cầu an lạc cho chính mình nơi nào có tai nạn quý vị đừng nên tránh né mà hãy dò dã dạ tới đó tận tâm tận lực giúp đỡ họ hiện thời trên địa cầu này có tai nạn Đức Phật dùng phương pháp gì để giúp họ? Giáo học Phải biết Giảng kinh giáo học là phương thuốc bí truyền để hóa giải tai nạn Quý vị phải dạy họ vì Tánh họ vốn lành Quý vị phải hiểu đạo lý này Bất thiện là tập tánh Giảng rõ ràng, giảng minh bạch Họ sẽ buông bất thiện xuống Tìm lại bổn thiện đó là thành công Đã đạt được mục đích giáo dục Người giáo hư học cách mấy Kẻ ngủ nghịch thập ác Vẫn có bốn thiện Chỉ là nhất thời hồ đồ làm quấy Quý vị tha thứ khéo dạy dỗ kẻ ấy Vậy kẻ ấy quay đầu Chứ nên bỏ mặt Bỏ mặt kẻ ấy tức là quý vị giáo dục thất bại ở nước ngoài tôi không muốn dạy học trong nhà trường tôi rất thích chuyện trò với những vị giáo sư lâu năm mở những cuộc tọa đàm cùng họ tôi bảo họ trung quốc từ xưa coi trọng giáo dục nhất Người qua có trí huệ và phương tiện thiện xảo trong giáo học Dạy học có hiệu quả Trên thế giới quả thật rất ít ai có thể sánh với Trung Quốc về điều này Đầu tiên trong giáo dục Trung Quốc là khẳng định Có người tánh vốn lành Dạy học chẳng có gì khác ngoài việc làm cho người ấy từ tập tánh trở về bổn tánh nếu nói đứa học trò này quá hư hỏng chẳng thể dạy được phải khai trừ nó tức là dạy dỗ thất bại quý vị phải biến học trò hư hỏng thành học trò ngoan hiền quý vị mới giáo dục thành công chẳng thể dạy khai trừ tức là trò chẳng có khuyết điểm mà là chính quý vị có khuyết điểm thiếu năng lực thiếu đức hạnh chẳng thể cảm hóa nó đó là quý vị thất bại chẳng phải học trò học trò chẳng có khuyết điểm trong các cuộc tọa đàm tôi thường nói với các giáo sư về chuyện này họ nghe xong cũng gật đầu cũng cảm thấy tôi nói rất có lý những điều này chẳng phải do tôi nói mà do cổ thánh tiên hiền đã nói Vậy chẳng thành công Hãy trách chính mình Cổ nhân Trung Quốc nói Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỹ Quý vị mới có thể giải quyết vấn đề Quý vị muốn đem trách nhiệm đổ lên đối phương Trật rồi, hoàn toàn trật rồi Trung Quốc từ xưa tới nay giáo học thành công Không có gì khác Chỉ là hai câu nói ấy cha mẹ dạy con cái không nên thân chẳng phải là con cái bất hảo mà do chính mình chẳng trọn hết trách nhiệm chẳng dạy kỹ lưỡng thay dạy học trò dạy chẳng nên người khi đó thay phản tỉnh chẳng phải là lỗi của học trò do vậy tu dưỡng đức hạnh của chính mình nâng cao cảnh giới của chính mình tự nhiên sẽ có thể cảm hóa thế hệ kế tiếp Trung Quốc mấy ngàn năm ổn định nhờ vào gia đình Vì thế Chỗ tuyệt diệu của dân tộc Trung Hoa là Một là biết giáo dục Hai là gia Gia là gì? Thực hiện giáo dục triệt để Gia ở Trung Quốc là đại gia đình Trước thời kháng chiến Chúng tôi sống ở nông thôn Sống trong đại gia đình Thôn này là dương thôn Tức là dương gia Gia tộc họ dương Là người một nhà Kia là uyển thôn Uyển thôn là một nhà Là thân thích của chúng ta Anh em mười mấy người chẳng sống tách riêng Trong một nhà Số người hơn hai trăm người Tức là nhà ấy đã suy Khi hương dự hơn ba trăm người Do vậy nhà có gia đạo Có gia quy đệ tử quy là quy củ chung trong gia quy Ác phải tuân thủ trừ điều này ra sở học của mỗi nhà khác nhau kinh doanh những sự nghiệp khác nhau họ còn đủ quy củ đặc biệt đều chép trong gia phả trị gia có quy củ giống như chính phủ có chế độ có pháp luật chẳng thể trái nghịch Do vậy từ nhỏ trẻ đã được dạy đại công vô tư Nếu có tư tâm Một gia đình to như thế sẽ bị nó phá hoại Nã cửa tan nhà Từ nhỏ không có tư tâm Quý vị sống trong thế gian này Vì điều gì? Vì gia đình dinh tông diệu tổ giả gian dòng họ Cả đời người ấy có mục tiêu Quý vị thấy hiện thời rất nhiều học trò nhỏ tự sát Vì sao? Nó chẳng biết sống gì lẽ gì Không có phương hướng, không có mục tiêu Cuộc sống tinh thần khổ lắm Trước đây, bất luận theo đuổi nghề nghiệp gì Bất luận tới nơi nào Gia đình quý vị là hậu thuẫn Gia đình là người ủng hộ quý vị trung thực nhất Khi quý vị gặp khó khăn Cả nhà sẽ chiếu cố quý vị Do vậy, thổi còn thơ Gia học là tư thuộc Tư thuộc là trường học dạy con em trong gia đình Chỉ cần chịu học hành Nhất định sẽ có người thành tựu quý vị Gia đình giúp đỡ quý vị Lúc già Gia đình là nơi dưỡng lão Cáo lão hoàng hương Hưởng niềm vui thiên luân Quý vị thấy con cháu của chính mình Những đứa cháu chắc Kể ra mấy chục đứa quay quần quanh quý vị Vui sướng lắm Hiện thời gia đình chẳng còn nữa Thật sự đáng thương Thật đáng thương Đặc biệt là tuổi già Cô đơn Đối với sự nghiệp dưỡng lão trong xã hội này Tôi đã thấy rất nhiều Đến mỗi nơi chuyện tôi rất quan tâm Là coi xem sự nghiệp phước lợi dành cho người già Coi tình hình phạm tội của thanh thiếu niên nơi ấy Đây là vấn đề lo nghĩ đau đầu nhất của chính phủ mỗi quốc gia trên thế giới nhưng về căn bản tại Trung Quốc Trong thời cổ đại Vấn đề ấy chẳng tồn tại Quý vị kiểm trong 25 bộ sử của Trung Quốc Có triệu đại nào nói tới vấn đề dưỡng lão nuôi trẻ Chẳng nhắc tới gia tộc thay chính quyền lo liệu Thực hiện tốt đẹp Đều dạy trẻ tốt đẹp Chăm lo người già chu đáo Vì thế ai nấy là người tốt Mọi chuyện đều là chuyện tốt Trong các nghề nghiệp của Trung Quốc cổ đại Người ta ưa thích nghề nghiệp gì nhất Thưa quý vị, làm quan Vì sao? Đãi ngộ rất tốt Lại có địa vị xã hội Lại không có chuyện gì làm Không có những hồ sơ phải giải quyết Không có kẻ phạm tội Không có chuyện phạm tội Chúng ta thấy những tác phẩm văn học văn chương Thi từ ca phú Thuộc phần tập trong tứ khu toàn thư do ai soạn đều do những kẻ làm quan chẳng có chuyện gì làm hàng ngày ở nhà đọc sách học khá lại có chức vụ du sơn hoàng thủy chúng ta thấy trong những tác phẩm văn học thấy rất nhiều trường hợp các quan chức bái phỏng các đạo trưởng thâm diễn hòa thượng Họ có thời gian Chẳng giống như hiện thời Hiện thời trong 360 ngày Làm quan vất vả nhất Thời cổ ngay cả quan đế cũng thông dòng Khoanh tay cai trị Chẳng làm gì mà thiên hạ hưởng Thái Bình Do đâu mà được như vậy Thực hiện giáo dục tốt đẹp Sự bồi dưỡng trong gia đình tốt đẹp Nên gia tề quốc trị thiên hạ bình chỉ cần gia đình đã ổn định Gia đình tốt đẹp Xã hội sẽ chẳng có vấn đề gì Nếu không sẽ có chuyện phạm tội nảy sanh Hoàn toàn cậy vào giáo dục Quý vị thấy tổ tiên trí huệ lắm Trong mấy ngàn năm Xếp giáo dục vào vị trí thứ nhất Tất cả những tổ chức hành chánh Không gì chẳng nhằm giáo dục Giáo dục là then chốt Quốc thái dân an có thể thu được hiệu quả tốt đẹp gần ấy giáo dục phật giáo chú trọng nhất là chuyện nâng cao tức là nâng cao linh tánh của chính mình vì thế điều đầu tiên bất luận là tại gia học phật hay xuất gia học phật đều phải ghi nhớ chẳng cầu an lạc cho bản thân cầu an lạc cho bản thân dẫu đạt được an lạc vẫn có những tác dụng phụ rất phiền phức Tác dụng phụ sẽ dẫn đến bệnh tật tai nạn Con người sống trong thế gian là vì chúng sanh Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu gương cho chúng ta Vì hết thể chúng sanh giáo học Lợi ích lớn nhất, công đức thu thắng nhất là giáo dục Học di nhân sư, hành di thế phạm. Vì thế vô nhiễm thanh tịnh tâm. Hãy làm được điều đầu tiên là vô nhiễm thì tâm thanh tịnh mới có thể đạt được. Chỉ cần có ô nhiễm, chúng ta nói tới ô nhiễm về mặt tinh thần hay vật chất, thấy đều rời khỏi, quyết định chẳng bị tiêm nhiễm. Hiện thời. Ô nhiễm phổ biến nhất Nghiêm trọng nhất là gì TV Internet hại chết người Tại Trung Quốc tôi không rõ lắm Nhưng ở ngoài quốc Đặc biệt là tôi ở nước Mỹ mười mấy năm Học trò lớp 1 tiểu học đã dùng máy vi tính ngoài bài tập ra trẻ còn tiếp nhận tin tức từ internet do vậy quý vị thấy nó bị ô nhiễm từ nhỏ ô nhiễm biến thành thói quen cả đời chẳng bỏ được quay lại không được đáng sợ lắm thầy tôi là tiên sinh phương đông mỹ Xưa kia có lần tôi đến nhà thầy Lúc ấy chạm mặt ba quan chức thuộc bộ giáo dục Đệ vị cũng rất cao Đến phỏng vấn lão nhân gia Nói tới chuyện Phục hưng văn hóa truyền thống hỏi cụ dùng phương pháp gì để có thể phục hưng văn hóa truyền thống của trung quốc cụ nghe hỏi xong thái độ hết sức nghiêm túc im lặng cả năm phút mọi người chúng tôi hết sức chú ý Chăm chú nghe cụ giáo quấn Năm phút sau Cụ nói phương pháp thì có Thứ nhất Thuế tại Đài Loan có ba đài TV Là đài thị Trung thị và qua thị Ba đài truyền hình Hãy đóng cửa đài truyền hình Thứ hai là phải Đóng cửa tất cả đài phát thanh nhật báo tạp chí đều phải định bản ba viên chức nghe xong thốt lên thầy ơi chuyện ấy không làm được đâu thầy trả lời những thứ ấy phá hư văn hóa truyền thống trung quốc nếu quý vị chẳng xóa bỏ chúng làm sao phục hưng văn hóa truyền thống được cụ nói rất có lý do vậy ta học phật tuy họ không đóng cửa Họ có quyền phát sóng Nhưng ta cũng có quyền không tiếp nhận Gần như 50 năm tôi chẳng coi TV Chẳng đọc nhật báo Chẳng xem tạp chí Chẳng nghe radio Mỗi ngày tôi đọc kinh Đọc những tác phẩm của Thánh Hiền Vì thế người khác hỏi tôi Đối với tôi Thiên hạ Thái Bình Chẳng có chuyện gì quý vị có chuyện chứ tôi chẳng có gì vì thế chỉ cần chúng ta chịu xa lìa liền đạt được cái tâm thanh tịnh chúng tôi sống mỗi ngày vui vẻ thanh tịnh lắm tâm thanh tịnh sanh trí huệ trí huệ có thể giải quyết vấn đề chẳng để lại hậu quả tri thức không được tri thức giải quyết vấn đề nhưng sau đó để lại hậu quả Hơn nữa tri thức giải quyết vấn đề cục hạn Chẳng viên mãn Chúng ta chớ nên không biết điều này Thổi trước Tôi diễn giảng Trao đổi với các sinh viên Và giáo sư thuộc khoa Hán học Của Đại học Kiếm Kiều và Đại học Luân Đôn của Anh. Tôi rất bội phục những người ngoại quốc ấy. Họ trẻ tuổi. Nói tiếng phổ thông rất khá. Nói giọng Bắc Kinh rất chuẩn. Chẳng thể không bội phục người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi học giỏi như thế nghiên cứu hán học nghiên cứu nho thích đạo dùng kinh điển nho thích đạo để viết luận văn tiến sĩ tôi từng hỏi họ ông Thang ân tỷ đã nói để giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ hai mươi mốt phải cần tới học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và đại thừa Phật pháp. Tôi nói hiện nay các vị đều học tập học thuyết khổng mạnh và đại thừa Phật pháp, những thứ ấy có thể thật sự giải quyết vấn đề hay chăng? Tôi hỏi họ, họ nhìn tôi cười, chẳng trả lời. Sau đây tôi hỏi tiếp, ông Thang Ân Tỷ nói sai rồi hay sao? Quý vị có nghĩ ông ta nói sai không? Họ cũng không đáp. Cuối cùng tôi bảo họ, ông Thang ơn tỷ nói chẳng sai, nhưng nhiều người đọc rồi hiểu sai ý. Nhắc tới học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc, chắc chắn quý vị nghĩ đến tứ thư, ngũ kinh, mười ba kinh. Chính là những thư họ đang học tập Trong số đó có sinh viên dùng sắc mạnh tử để viết luận văn Còn có một sinh viên dùng kinh vô lượng thọ để viết luận văn Tôi hỏi anh ta Kinh vô lượng thọ có chín phiên bản khác nhau Anh dùng bản nào Anh ta dùng bản hội tập của Hạ Liên Cư Khó có Ta nói rất nhiều người đọc rồi hiểu sai vì sao tứ thư ngũ kinh mười ba kinh là hoa quả của nho gia đương nhiên quý vị thấy ngay vừa nhắc tới đại thừa phật pháp nhất định quý vị nghĩ đến những bộ đại kinh đại luận như hoa nghiêm pháp hoa bát nhã có thể giải quyết vấn đề hay chăng chẳng thể giải quyết quý vị không nói để tôi nói với quý vị Đây là hoa quả Nhưng quý vị phải nghĩ hoa quả do đâu mà có Do cây sanh ra Cây do đâu mà có Cây do rễ sanh ra Ông Thang Ân Tỷ chẳng nói sai Nhưng quý vị phải tìm cội rễ Cội rễ là gì? Cội rễ của Nho Gia là đệ tử Quy Cội rễ của Đạo Gia là Cảm ứng Thiền Cội rễ của Phật Pháp là Thập Thiền Nghiệp ba thứ này quý vị đều coi rẻ, nghĩ chung quá nông cạn quá thấp, nhưng đó là cội rễ. Nếu quý vị vứt bỏ cội rễ, lấy đâu ra cành lá quá quả? Do vậy, quý vị nghiên cứu kinh điển nho gia và kinh luận đại thừa chẳng thấu triệt. Tôi nói hiện thời quý vị đang làm gì? ở nơi đây, trong nhà trường, quý vị dạy và học về nho học, phật học, đạo học tôi nói tôi và quý vị khác nhau trong tương lai quý vị có thể đạt được học vị tiến sĩ có thể thành một chuyên gia về hán học của âu châu có thể là một giáo sư nổi tiếng nhưng quý vị chẳng thể nào sung sướng tự tại như tôi được do nguyên nhân gì tôi học trái ngược với quý vị Hiện thời người ngoại quốc viết chữ từ bên trái sang bên phải quý vị thấy những gì quý vị học được là phật học còn tôi tương phản học phật quý vị học đạo học nho học phật học còn tôi là học nho học đạo học phật khác nhau học nho là học giống như khổng mạnh họ là gương mẫu tiêu chuẩn cho chúng ta phải mong bằng họ Học Phật là phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Học Đạo phải giống như Lão Trang Như vậy thì mới kể là có thành tựu Mới có trí huệ Có thể thật sự giải quyết vấn đề Bởi lẽ Phật học Đạo học Nho học là trí thức Học Phật học Nho học Đạo là trí huệ lời ông Thang thân tỷ nói chẳng sai nhưng rất nhiều người giải thích sai lầm buổi học ấy chỉ một giờ tuy thời gian chẳng dài nhưng soi sáng cho họ rất nhiều bởi lẽ ba món căn vàng ấy trọng yếu là cội rễ của trung quốc trước đây do người mẹ dung bồi căng cội này cho rễ sâu cội chắc Nho gia là giáo dục luân lý đạo đức Đạo gia Nhằm giáo dục nhân quả Phật Pháp Là giáo dục trí huệ Quý vị thiếu căn bản này Dụng công cách nào Học tập cách nào Đều vô dụng Quý vị học chẳng giống Nói cách khác Trong cuộc sống quý vị có vấn đề Trong công tác có vấn đề Quý vị đều chẳng thể giải quyết Nếu quý vị thật sự học nho, học đạo, học Phật Vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết Quý vị mới thật sự giống như Phu tự đã nói Học nhi thời tập chi Bất diệt, duyệt hồ Pháp hỷ sung mãn Nhà Phật nói Thường sanh tâm quan hỷ Một người mỗi ngày đều vui vẻ Làm sao chẳng khỏe mạnh cho được Mỗi ngày đều lo lắng Sẽ đổ bệnh Chẳng phải là dáng vẻ khỏe mạnh được Tướng trạng khỏe mạnh là mỗi ngày đều vui sướng Nho thích đạo đều là như vậy Vì thế chúng ta phải nhận biết rõ ràng Phải nghiêm túc học tập Tiếp đó điều thứ hai là An, thanh, tịnh tâm Dị bạc nhất thiết chúng sanh khổ cố Đó là cứu khổ cứu khổ cứu nạn dùng phương pháp gì mục đích gì khiến cho hết thể chúng sanh được an bình quý vị thấy trong xã hội hiện tại lòng người bất an không định được chẳng tỉnh được mỗi cá nhân đều có phiền não khá nghiêm trọng làm như thế nào đi Chúng ta biết ô nhiễm quá nghiêm trọng Do những gì tạo thành Nói thật ra do TV tạo thành Do Internet tạo thành Internet và TV là đại ma dương Rất đáng sợ Trong quá khứ Thầy Phương bảo tôi những thứ này có thể hủy diệt một quốc gia, hủy diệt dân tộc. Quý vị chứ nên không cẩn thận đối với nó Thầy nói trong tương lai Nước Mỹ bị diệt vong Thì nhân tố đầu tiên là TV Khi ấy thầy đã cảnh báo Chính phủ Đài Loan phải cẩn thận Lúc đó Đài Loan vừa mới khởi đầu Nếu đi theo nếp sống của Mỹ Sẽ bị hủy diệt trong tương lai TV hủy diệt thế hệ kế tiếp Quỷ diệt những người trẻ tuổi TV dạy gì vậy Bạo lực tình dục giết trộm dâm Dối Học từ nhỏ Kinh khủng quá Hoàn toàn trái nghịch với tánh đức Nhưng người trong xã hội Chính phủ và những kẻ chịu trách nhiệm trong chính phủ <laughs> hoàn toàn chẳng có ý thức về vấn đề nghiêm trọng này khi tôi phỏng vấn tại mã lai vị thủ tướng trước kia là mã cáp địch cũng từng bàn với tôi về vấn đề này Ông ta nói vấn đề này hết sức nghiêm trọng Nhất là sau khi kỹ thuật mã quá ra đời Quý vị thấy một con chip nhỏ ngần ấy Một con chip lớn bằng móng tay Mà chứa đựng thông tin nhiều ngần ấy Nhưng hiện thời những thông tin ấy đều chẳng tốt Đều là bất thiện đều làm hỏng con người vấn đề này nghiêm trọng lắm ông ta còn tìm người nhắn tôi mong trong lần phỏng vấn thứ hai sẽ thảo luận với ông ta về vấn đề này trong một thời gian dài đấy cũng là một người hữu tâm có người hiện thời một mực mê muội truy cầu danh lợi tranh danh trục lợi đạt được gì dẫu có đạt được khổ chẳng thể nói nổi lo được lo mất khi chưa đạt được thì mong đạt được khi đã đạt được lại sợ mất đi làm sao an tâm cho được không thể nào an Tâm không thanh tịnh sẽ không an Có người như vậy sống khổ sợ quá Vì thế Phật Thánh Nhân dạy chúng ta phương pháp Chúng ta muốn cứu xã hội Thế giới Và địa cầu này Thì dùng phương pháp gì Giảng kinh giáo học vẫn là câu nói cũ rích này Càng nghĩ càng thấy có lý Quý vị giảng kinh giáo học Nhằm đánh thức giác tánh của con người Đánh thức bổn thiện Chỉ cần người ấy giác ngộ quay đầu Tâm người ấy sẽ định Trí huệ mở mang Đối với những thứ hư giả tiếng tâm lợi dưỡng là giả Tiền tài dẫu nhiều đến mấy Chẳng phải là quý vị vẫn ngày ăn ba bữa Đêm ngủ chỉ nằm một chỗ dài rộng sáu thước ư ừ. Nếu liễu giải chân tướng sự thật Quý vị truy cầu những thứ ấy để làm gì Khổ chẳng thể nói nổi Áo cơm đầy đủ là được rồi Mỗi ngày có thể ăn no Quần áo mặc ấm Có một căn nhà nhỏ để đục mưa tránh gió quý vị nói có phải là sung sướng lắm hay không nhà to mỗi ngày phải tốn không ít thời gian để quét tước dọn dẹp tôi ở mỹ rất nhiều năm những đồng học bên ấy làm ăn khá lắm mua một căn nhà to thứ sáu và thứ bảy không đi làm họ ở nhà làm gì dùng thời gian cả ngày để dọn dẹp nhà cửa nếu quý vị không dọn dẹp cảnh sát sẽ thay quý vị dọn dẹp phạt tiền quý vị đó là người đầy tử cho nhà cửa Quý vị phải hầu hạ nó Quý vị mua một căn nhà nhỏ khỏe hơn Tốn một hai tiếng đồng hồ đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp Mới có thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ Người qua biết sống Người đọc sách thật sự bậc cao nhân Dựng một túp lều tranh nhỏ ở nông thôn Thoải mái cùng cực Tôi nhớ thuở bé sống ở nông thôn Ở trong căn nhà tranh dắt đất Tôi rất lưu luyến Căn nhà ấy Quý vị thấy chẳng vừa mắt Nhà tranh đông ấm hè mát Rất thoải mái Tường rất dày Tường gần dày đến hai ba thước Đắp bằng đất Lớp bằng cỏ tranh rất dày Quả thật đông ấm hè mát, mùa đông khí lạnh chẳng loạt giao được, sống rất thoải mái. Nhà đúc bằng bê tông cốt sắt nhìn đẹp đẽ, nhưng thật sự chẳng có ít cho con người như lều tranh của Trung Quốc con người sống nơi ấy tâm địa thanh tịnh trường thọ con người hiện thời nói là từ trường khác nhau hiện thời một tòa cao ốc bao nhiêu người ở từ trường rất hỗn loạn rất phức tạp ở nông thôn gần bên túp lều tranh không có ai rất xa mới có nhà người khác làm sao giống nhau cho được Giúp đỡ người khác bằng thân hành ngôn giáo Chúng ta dùng thân mình Tận lực thực hiện Thật sự thực hiện giáo huấn của cổ thánh tiên hiền trong công việc Trong xử sự đãi người tiếp vật Học dân thật sự là đem những đạo lý trong kinh điển biến thành tư tưởng và kiến giải của chính mình cạnh giới ấy sẽ được nâng cao vấn đề trong hiện tại là vì giao thông thuận tiện thông tin phát triển địa cầu đúng là thôn địa cầu đi vòng quanh trái đất mất hai ngày, tôi đi mất ba ngày. Tôi đi một lần, ngày đầu tiên từ Bắc Kinh bay tới Bali, ở Bali ngồi xe lửa sang Anh. Ngày thứ hai từ Anh bay tới New Ước Ngày thứ ba từ nữ ước bay về Bắc Kinh Thôn địa cầu mà Có người trước kia không có cách nào tưởng tượng chuyện này Truyền thông phát triển Bất luận nơi đâu xảy ra chuyện gì Qua TV, radio lập tức biết ngay Không gian sống của chúng ta khác với trước kia đương nhiên nhu cầu tri thức khác nhau do vậy chẳng thể không quan tâm đến thế giới này thế giới này có tương quan mật thiết với chúng ta nhưng những thứ thông tin rác rưởi quá nhiều nếu quý vị xem tiếp xúc những thứ ấy phải lãng phí bao nhiêu tinh thần do vậy tôi đều buồn xuống hết nhưng tôi cũng có đường ống tức là có những đồng học hảo tâm đối với những sự kiện trọng đại họ bèn hạ tải từ internet đưa cho tôi xem đại khai đôi ba ngày tôi đọc chừng hai ba trang những sự kiện trọng đại Được nói trên Internet tôi đều biết Đó là những thứ tất yếu à, Toàn là... bộ Chẳng tiếp xúc à, Tận hết sức giữ gìn Cái tâm thanh tịnh à, Bảo Giữ cho tâm an định Chúng ta mới có năng lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn Giảng kinh giáo học Là cùng nhau chia sẻ trí huệ của nho thích đạo Thứ ba là lạc thanh tịnh tâm chữ độc là nhạo nghĩa là ưa thích nếu đọc là lạc sẽ là vui sướng quý vị thấy hết thảy đều giảng về cái tâm thanh tịnh thứ nhất là vô nhiễm thứ hai là an thứ ba là lạc dục linh nhất thiết chúng sanh đắc đại bồ đề cố đối với lạc thì phải ban cho họ chân lạc nếu sau khi vui mà còn có tác dụng phụ sẽ chẳng phải là lạc chẳng phải là chân lạc do vậy phật pháp từ bi cứu thế hai chữ từ tế nội định chân thật rốt ráo sẽ là đại thừa phật pháp có phải là ban cho quý vị của cả hay chăng không phải Có phải là ban cho quý vị địa vị hay chăng Không phải Có phải là ban cho quý vị sự dinh diệu hay chăng Cũng không phải Mà là giúp quý vị phá mê khai ngộ Vì sao Khổ là do mê mà có Quý vị chẳng liễu giải chân tướng sự thật Cũng có nghĩa là Quý vị nghĩ sai Thấy sai Làm sai Nên chuốt lấy quả báo bất thiện đó là khổ nếu quý vị tỉnh ngộ giác ngộ tư tưởng và kiến dạy của quý vị chính xác lời nói và việc làm chính xác sẽ cảm được hiện quả thật sự sung sướng lìa khổ được vui là quả báo phá mề khai ngộ là nhân phật bồ tát giúp hết thầy chúng sanh phá mề khai ngộ tự nhiên phải đạt đến lìa khổ được vui giáo học mà trong giáo học quan trọng nhất là chính mình phải nêu gương tốt nếu lời nói chẳng đi đôi với việc làm người khác chẳng tin tưởng quý vị ngươi là đồ giả chẳng thật chẳng hạn như đối với ba căn bản của giáo dục những năm qua tôi luôn hết sức nhấn mạnh khuyên mọi người chúng ta phải học bù đắp những môn ấy những môn ấy từ nhỏ chúng ta chưa học Cha mẹ cũng chẳng học Ông bà cũng chẳng học Này chúng ta học bù những môn ấy Đương nhiên khá khó khăn Nhưng biết những môn ấy trọng yếu Nghiêm túc học tập Học bù những môn ấy cũng chẳng khó khăn Thật sự chịu làm Hai năm sẽ nhất định học bù xong xuôi Hai năm ấy nhằm dung bồi căn bản Hãy còn kịp nếu muốn giúp đỡ người khác giá hóa chúng sanh hãy học theo khổng tử học theo phật thích ca còn phải học bù một môn nữa là văn chương văn ngôn văn chương văn ngôn là trí huệ chân thật của tổ tiên trung quốc chẳng gì có thể sánh bằng tổ tiên biết ngôn ngữ sẽ biến đổi theo thời đại nếu văn nói và văn viết giống như nhau người mấy trăm năm sau đọc đến sẽ chẳng hiểu văn chương hiện thời do vậy phát minh một phương pháp tách rời văn viết và văn nói bất luận ngôn ngữ biến đổi ra sao văn viết chẳng thay đổi phương pháp hay lắm Cả thế giới tìm không ra nước thứ hai nào 2.500 năm trước khổng tử viết sách Này chúng ta có thể đọc hiểu Giống như đối diện trò chuyện Đây là một chuyện tuyệt diệu Do vậy chúng phải bổ sung văn chương văn ngôn vào khóa trình Học văn chương văn ngôn như thế nào? Chẳng khó khăn chút nào cả Văn chương văn ngôn phải cậy vào học thuộc Vì thế trong quá khứ thầy lý dạy chúng tôi Các anh có thể học thuộc 50 bài cổ văn Khi ấy tài liệu dạy học được chọn từ bộ cổ văn quán chỉ Có thể thuộc 50 bài sẽ có năng lực đọc văn chương văn ngôn Nắm vững văn chương văn ngôn Đại tạng kinh được viết bằng văn ngôn Tứ khố toàn thư viết bằng văn ngôn Quý vị nắm được cái chìa khóa này Cổ nhân lưu lại những kho báo Quý vị đều có thể thụ dụng Nếu có thể thuộc 100 bài Quý vị sẽ có năng lực viết văn ngôn Nếu chúng ta mỗi tuần học một bài Thuộc một bài rồi mới học bài khác Học thuộc 100 bài cũng không tới hai năm Hai năm nắm được chìa khóa Đối với những kho báo do tổ tông lưu lại Quý vị sẽ có phần nếu có vị chẳng chịu làm sẽ rất uổng Những thứ ấy hiện thời đều có Kỹ thuật ấn loát tiến bộ In tứ khố toàn thư chẳng khó Năm ngoái Hình như là năm trước đó Tôi đạt thương vụ ấn thư quán In 100 bộ tứ khố toàn thư Đại khai tháng 5 tháng 6 Năm nay sẽ in xong Giao toàn bộ cho tôi Tôi đặt in 100 bộ Dự tính tặng cho những trường có nhu cầu trong nước Tốn thời gian 2 năm Quý vị nắm được chìa khóa Có thể duyệt đọc Kinh là học vấn Sử là kinh nghiệm Có học dẫn Có kinh nghiệm lịch sử Quý vị sẽ có năng lực trị quốc Bình thiên hạ Có thể giải quyết vấn đề Thật sự đem lại Thân tâm khỏe mạnh Gia đình hạnh phúc Sự nghiệp thuận lợi Xã hội hài hòa Thiên hạ thái bình Cho chúng sanh Thật sự làm được Chẳng phải là mơ tưởng diễn dân Mà là thật sự có thể thực hiện được Do vậy Ông Thang Ân Tỷ có thể nói ra câu ý Tôi rất bội phục ông ta Đây là một người ngoại quốc Nghiên cứu văn hóa sự thế giới Là một nhà lịch sử triết học Nói rất hay Do vậy người thật sự giác ngộ trong thế gian đại từ đại bi đại nguyện đại lực gần như đều theo đuổi giáo học chọn lựa nghề nghiệp này hết sức có lý họ chẳng làm nghề nào khác mà làm nghề này làm nghề nghiệp này đúng là cứu thế cứu dân trong phật pháp tâm vui thanh tịnh vì muốn làm cho hết thảy chúng sanh đắc đại bồ đề đại bồ đề Trí huệ viên mãn trong tự tánh Gọi là Đại Bồ Đề Giúp đỡ thầy chúng sanh trở về tự tánh Trí huệ bát nhã viên mãn trong tự tánh hiện tiền Đó gọi là Đắc Đại Bồ Đề Chuyện này rất khó Tuy trong tự tánh vốn có nhưng quý vị cần phải buồn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước xuống nói rất dễ làm rất khó có thể chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian là tiểu trí huệ nhưng trí huệ ấy là thật chẳng giả Tiểu trí huệ lại buông phân biệt xuống, ban là Bồ Tát, gọi là đại trí huệ. Cuối cùng có thể không khởi tâm, không động niệm, trí huệ viên mãn. Đó là trí huệ của Phật. Đúng là chúng ta chẳng dễ gì làm được. Khởi tâm động niệm. Câu này chúng ta chẳng dễ gì liễu giải. Tới khi bản thân chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm Học bộ giọng tận Hoàng Nguyên Quán Của Hiền Thủ Quốc Sư Mới liễu giải khái niệm này đôi chút Thật sự khó Ngay cả nhập pháp môn đã quá khó Quý vị thấy nhập môn phải buồn xuống ngã chấp phải buồn biên kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến xuống rất khó khăn do vậy trong đại thừa có pháp môn đặc biệt là nhiếp thủ chúng sanh sanh bị quốc độ cố bị quốc độ là thế giới của tây phương a di đà phật trong các vị phật như lai a di đà phật giống như một vị đã phát đại tâm thành lập một ngôi trường Tây phương cực lạc thế giới là Đại học Phật giáo Là một đại học đa nguyên văn hóa Tôi chẳng học Phật Tôi học cờ đốc giáo Có thể giảng sanh hay không? Tôi học đạo hồi có thể giảng sanh hay không? Thưa quý vị, thầy đều có thể giảng sanh. Tuyệt diệu. Giảng sanh chỉ là lúc lâm chung. Đối với Tây Phương cực lạc thế giới, tin tưởng, phát nguyện. Ta tin tưởng, ta phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Ta tu cơ đốc giáo, hay tu đạo hồi đem công đức tu hành hồi hướng tây phương cực lạc thế giới thấy đều có thể giảng sanh môn này lớn lắm bất luận quý vị học pháp môn nào cũng đều có thể giảng sanh vì sao quý vị luôn tu thiện tích đức đem công đức ấy hồi hướng tây phương cực lạc thế giới đều có thể nâng cao phẩm vị của quý vị. Nhà Phật không có quan niệm môn hộ Nếu có kiến giải về môn hộ Chẳng phải là đối lập ư Vừa mở đầu đã bảo quý vị buông đối lập xuống Nhận biết cả vũ trụ và chính mình là nhất thể Ta và A Di Đà Phật là nhất thể Trong kinh Phật chẳng nói Tin tưởng ngưỡng mộ các tôn giáo khác sẽ bị loại trừ không có không có câu ấy Quý vị đọc Kinh Giáo Đại Thừa Sẽ phát hiện trong ấy có rất nhiều vị Bà La Môn Đó là tín đồ Bà La Môn Giáo Còn có rất nhiều ngoại đạo Họ đều là tín đồ của các tôn giáo khác Nhưng đều là học trò của Phật Do vậy Đức Phật tiến hành giáo dục Chẳng phải là truyền bá tôn giáo Chẳng đối lập với các tôn giáo khác Tôn giáo nào đến học cũng đều quan nghênh Đều thành tựu giống hệt như nhau Đều giảng sanh như nhau Tự thế giới cực lạc thành Phật Đạt được học vị tối cao Trong giáo dục Phật giáo Sau khi đạt được Người ấy vẫn là bà la môn giáo Hay vẫn là cơ đốc giáo Chẳng thay đổi tôn giáo Biến thành bậc thánh nhân Trong tôn giáo của người ấy Đấy là chân thật nghĩa Trong giáo Pháp Đại Thừa Trong những năm qua đã 10 năm rồi Từ năm 1999 bắt đầu Trọn cả 10 năm chúng ta tiếp xúc nhiều tôn giáo Đề xướng tôn giáo trên thế giới là một nhà Tôi học tập kinh điển của tôn giáo khác Tôi cũng đã từng giảng thánh kinh Giảng cổ lan kinh họ rất hoan nghênh tôi giảng kinh mân côi đọc trong khóa lễ sáng tối của đạo thiên chúa dvd thâu bài giảng về kinh mân côi được lưu thông trong tôn giáo của họ trong sự cảm nhận của chúng tôi tất cả giáo chủ các tôn giáo nói theo phật pháp đều là quá thân của phật trong phổ môn phẩm có nói nên dùng thân gì để độ bèn hiện thân ý nên dùng thân cơ đốc để độ bèn hiện thành cơ đốc nên hiện thân thầy cả đạo hồi để đắc độ bèn hiện thân thầy cả đạo hồi trong nhiều năm qua cách nghĩ này của tôi được rất nhiều tôn giáo tán đồng trước kia tôi cứ tưởng còn phải mất một thời gian dài biện luận kết quả là chẳng cần đã nhiều năm như thế chưa hề gặp phải tranh cãi lần nào đều có thể tán đồng do vậy tôn giáo có thể đoàn kết tôn giáo nhất định phải giảng học phải giáo dục tôn giáo không có giáo dục thì chỉ có hình thức sẽ biến thành mê tín Nhất định phải có giáo học Thật sự những giáo chủ sáng lập tôn giáo Đều là nhà giáo dục xã hội Lại còn là đa nguyên Thời gian dạy học của Thích Ca Mâu Ni Phật Dài nhất 49 năm Gia Tô bị kẻ khác hại chết Dạy học 3 năm Một hãng mạc đức Dạy học 27 năm Chúng ta chú tâm quan sát Lúc họ tại thế đều là giảng kinh giáo học Hơn nữa nhìn vào nội dung Đạt dẫn cơ sở giáo dục Giáo dục khắp thế gian Không chỉ chẳng phải là luân lý đạo đức nhân quả Vì sao? Ba thứ giáo dục ấy có thể đem lại lợi ích thiết thân cho đại chúng trong xã hội chúng ta thường nói là thân tâm khỏe mạnh gia đình hạnh phúc sự nghiệp thuận lợi xã hội hài hòa thiên hạ thái bình ba món giáo dục ấy có thể làm được một số ít những kẻ căng cơ thượng thượng lại nâng cao lên trong kinh điển có giáo dục triết học Giáo dục khoa học Giảng rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh Giảng hết sức hay Phật Pháp có thể thuyết giảng chuyện này viên mãn Đấy là A-di-đà Phật kiến lập một ngôi trường Giúp quý vị giành được học vị tối cao Người Trung Quốc gọi Đức Phật là Thánh Nhân Nếu chúng ta dùng cách xưng hô quen thuộc của Trung Quốc Chúng ta gọi Khổng Tử Là Chí Thánh Tiên Sư Thì chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật Theo cách xưng hô như vậy Tức là Chí Thánh Bổn Sư Phật môn gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư Nghĩa là vị thầy căn bản Vị thầy lập giáo Chí Thánh là Phật Chí Thánh Bổn Sư Mọi người sẽ chẳng nảy sanh hiểu lầm Bồ Tát là hiền nhân Đại hiền Đại hiền Dân thù Sư lợi Đại hiền Quảng thế âm đại hiền địa tạng vương rất nhiều người tưởng phật bồ tát a la hán là thần đều là quỷ thần sự hiểu lầm ấy rất lớn chúng ta là đệ tử phật chẳng giảng rõ ràng giảng minh bạch khiến cho đại chúng trong xã hội nảy sinh hiểu lầm to lớn như thế rất đáng tiếc vì thế ngài kiến lập thế giới ấy thế giới y do nguyện lực tạo thành đại nguyện tuyệt diệu điều này có căn cứ lý luận từ kinh giáo đại thừa đức phật nói hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng sự biến hóa trong cả vũ trụ có quan hệ hết sức mật thiết với tâm tưởng của chúng ta Do vậy, nếu tư tưởng của mỗi cá nhân chúng ta thuần chánh, tâm thái tốt lành, quý vị sẽ khỏe mạnh, trường thọ, chẳng sanh bệnh tật gì. Tật bệnh do đâu mà có? Lời Đức Phật nói giống như những điều đã giảng trong Trung Y. Cùng một đạo lý, tức là tâm thái của quý vị nảy sanh vấn đề, trong Phật Pháp nói tới Tam độc Tham sân si Đấy là căn nguyên Của tất cả hết thảy bệnh tật Trong tâm quý vị có ba thứ ấy Cho nên bản thân quý vị Có cái nhân bệnh tật Tôi thường nói thêm hai thứ Là ngạo mạn Và hoài nghi Hoài nghi thánh hiền Hoài nghi chính mình Tôi gọi năm điều ấy là ngũ độc Đức Phật giảng tam độc là tham sân si Tôi thêm vào hai cái nữa Thành tham sân si mạng nghi ngũ độc Quý vị có năm thứ độc này Bên ngoài có vi khuẩn cảm nhiễm Quý vị rất dễ nhiễm bệnh Nếu bên trong chẳng có tham sân si mạng nghi Dẫu vi khuẩn gây bệnh bên ngoài nghiêm trọng cách mấy Vẫn chẳng thể nhiễm bệnh cho quý vị Vì thế điều ấy được gọi là sức miễn dịch Quý vị sẽ không bị bệnh quý vị ra vào khu vực đang xảy ra nạn ôn dịch nghiêm trọng chẳng sao cả đạo lý ở chỗ này đã có ngủ độc mà nếu quý vị còn có năm thứ duyên thì hết sức dễ bị nhiễm bệnh năm thứ bệnh duyên là gì oán hận quý vị có oán khí có hờn giận có phiền não oán hận não nộ phiền là duyên tức là duyên gây nhiễm bệnh có nhân có duyên lẽ đâu quý vị chẳng ngã bệnh nếu quý vị hiểu đạo lý này buông ngủ đọc xuống Năm thứ tâm thái chẳng tốt đẹp Cũng buồn xuống Bất luận trong hoàn cảnh nào Ta không có oán mà cũng chẳng có hận Đối với thuận cảnh Chẳng khởi tham luyến Đối với nghịch cảnh Chẳng oán hận vĩnh viễn giữ cho chính mình thanh tịnh bình đẳng quý vị sẽ trăm bệnh chẳng sanh dẫu bị bệnh không cần trị liệu tự mình lành bệnh vì sao chúng ta hiểu phân tích mỗi tế bào trên toàn thân thì tế bào đều do nguyên tử hạt cơ bản hợp thành những hạt cơ bản nguyên tử ấy mang bệnh vì lẽ gì do quý vị có ngủ độc nên mới bị nhiễm bệnh những tế bào ấy biến thành tế bào nhiễm bệnh nếu quý vị giác ngộ hiểu rõ buông những phiền não tập khí xuống những tế bào mang bệnh sẽ lập tức khôi phục bình thường khôi phục bình thường chẳng phải là khỏe mạnh ư do vậy lý luận trong cách trị bệnh của trung y rất cao sâu người ngoại quốc chẳng biết bệnh có thể chữa lành bảy phần cậy vào tâm thái thuốc men chỉ hữu dụng ba phần khi tâm thái tốt ba phần thuốc chẳng cần dùng đến nếu tâm thái của quý vị bất hảo thường có ưu lự thường có phiền não thường có tham sân si mạng bệnh ấy cũng rất khó chữa lành dẫu thầy thuốc giỏi cũng đành bó tay chịu phép do vậy hiểu đạo lý này đây chính là đạo dưỡng sanh chính mình có thể chẳng bị bệnh tật dẫu mỗi năm tuổi cao hơn nhưng sức khỏe chẳng bị tổn hại tí nào cũng chẳng dễ dàng lão quá Đây là gì tâm thái tốt đẹp Đấy là Phật Pháp mang đến lợi ích chân thật hiện tiền cho chúng ta. Người thuộc lớp tuổi trung niên trở lên, mọi người chú trọng sức khỏe. Sức khỏe phải nhờ giao thuốc bổ là giả. Những thứ ấy đều rất đáng sợ. Vì sao? Chúng có tác dụng phụ. Chẳng phải là thứ tốt lành. Thứ tốt đẹp là tâm thái của quý vị. Hãy điều chỉnh tâm thái đoạn ác tu thiện vì thế ăn chay là đạo dưỡng sanh tốt nhất tôi học phật chưa đầy nửa năm bèn chọn cách ăn chay tôi chẳng phải là mê tín vì trước khi học phật lúc tôi còn học trong trường từ lúc học trung học tại nam kinh quê tôi ở An Huy tôi một mình ở Nam Kinh ở nhà người bạn học hỏi họ Trần nhĩ Đông Trần Trần Trí về sao anh ta học y tôi ở trong nhà anh ta hình như hai học kỳ tức một năm gia đình anh ta là đa nguyên văn quá bà nội niệm phật trong nhà có tiểu phật đường niệm phật thắp nhang mẹ anh ta là tín đồ cờ đốc cha là tín đồ đạo hồi do vậy tôi ở đây một năm đối với cơ đốc giáo và đạo hồi đều hiểu đôi chút thường nghe các vị lão nhân gia giảng giải hơn nữa tôi rất thích đạo hồi đạo hồi nói tới ngũ công ngũ điển ngũ điển là ngũ luân của nho gia vì thế đạo hồi của trung quốc và văn hóa truyền thống trung quốc đã dung hợp thành một khối vô cùng ôn hòa sau này tôi ở ngoại quốc có một phái đạo hồi tại trảo oa thuộc ấn ni do trịnh hòa truyền qua nên trong phái ấy có dấu ấn văn hóa trung quốc vô cùng ôn hòa trịnh hòa là tín đồ đạo hồi Chủ nhân của ông ta là Hoàng đế Vĩnh Lạc Nhà vua là một Phật tử kiên thành Cho nên Trịnh Hòa cũng quy y Phật giáo Ông ta cũng truyền đạo hồi Một chi phái đạo hồi ở Tô môn đáp lạp của Ấn Ni do Trung Đông truyền qua So ra mạnh mẽ hung hãn Khác hẳn phái đạo hồi tại Trảo Oa Vì thế Dùng Nam Dương chịu ảnh hưởng rất lớn Từ Trịnh Hòa Mãi cho đến hiện thời Đã 600 năm Mà vẫn còn thấy những hiệu quả Khi ấy tôi biết ăn uống trong đạo hồi Được tìm hiểu kỹ hơn bình thường Người bình thường chúng ta chỉ biết vệ sinh Sinh là sinh lý Ăn uống nhằm bảo vệ sinh lý ấy Đó là vệ sinh Đạo hồi không chỉ biết vệ sinh Mà còn biết vệ tánh Tánh là gì? Tánh tình Chúng ta tánh tình ôm nhu Có liên quan tới ăn uống Do vậy phàm những động vật hay thực vật Có tánh tình bất hảo Họ cũng không ăn Năm ấy tôi hiểu được một đạo lý như thế Sau này tiếp xúc Phật Pháp Phật Pháp chọn lựa cách ăn chay Giảng ba điều Phật giáo không chỉ biết về tánh mà còn biết về tâm Tâm là tâm từ bi Do vậy ẩm thực trong nhà Phật là vệ sinh Vệ tánh, vệ tâm Đây là đạo dưỡng sanh rất viên mãn Tôi vừa tiếp xúc bàn tiếp nhận Tôi ăn chay đến năm nay đã 59 năm Sang năm tròn một giáp Khỏe mạnh Suốt đời chẳng bị bệnh Tôi tham gia nhiều hội nghị quốc tế Người ta hỏi tôi nhiều nhất là Pháp sư, thầy dùng phương pháp dưỡng sinh nào? Tôi bảo họ Ăn chay Tâm thanh tịnh Tôi chẳng có đạo dưỡng sanh nào khác Chỉ là ăn chay Tâm thanh tịnh Tận hết sức tránh né ô nhiễm bên ngoài Ô nhiễm vật chất Ô nhiễm tinh thần Tận hết sức tránh né Mỗi ngày thân cận cổ thánh tiên hiền đấy là tình trạng sinh hoạt mỗi ngày của tôi họ thấy thân thể tôi khỏe khoắn đều rất hâm mộ đấy là vì người khác thuyết pháp tuy họ không hiểu phật giáo cũng không mong học phật thấy thân thể tôi khỏe mạnh mong học theo tôi tôi sẽ dạy họ một chiêu vô cùng hữu hiệu lớn nhất là a di đà phật đã kiến lập một đạo tràng tu hành cho chúng ta là thế giới cực lạc thế giới ấy vô cùng viên mãn trong bộ kinh này giới thiệu tây phương cực lạc thế giới giới thiệu lịch sử và trạng huống trong còi ấy trạng huống sinh hoạt giới thiệu thành quả giáo học bên ấy đương nhiên phương pháp tốt nhất là di dân sang tây phương cực lạc thế giới thân cận a di đà phật nơi ấy là chốn đạt được thường lạc rốt ráo bồ đề thì tất cánh thường lạc xứ quý vị phải ghi nhớ bồ đề là tiếng ấn độ dịch sang nghĩa tiếng hán là giác ngộ thật sự giác ngộ là chốn thường lạc rốt ráo Trái lại mê mà chẳng giác Chính là thật sự thường lạc Lục đạo luân hồi do mê hoặc Điên đảo tạo thành Là một cơn ác mộng Giác ngộ là quý vị tỉnh lại Nhờ bất linh nhất thiết chúng sanh Đắc tất cánh thường lạc giả Tắc di bồ đề môn Câu này nói rất hay Đối với hết thầy chúng sanh nếu chính mình đã đạt được mà chẳng giúp được cho người khác đạt được đây chính là trái phạm bồ đề chính chúng ta đã đạt được bèn có nghĩa vụ giúp cho hết thảy chúng sanh đều đạt được chính chúng ta hướng tới thế giới cực lạc sanh về tây phương cực lạc thế giới thì phải giúp hết thảy chúng sanh đều đến thế giới cực lạc Nơi ấy có hoàn cảnh khác nơi đây Có người bên ấy là quá sanh Chẳng phải là thai sanh Nên chẳng có sanh khổ Người bên ấy vô lượng thọ Đối với vô lượng thọ này chúng ta biết Tâm thái của quý vị giữ được mức bình thường nhất định Thân thể sẽ chẳng dấy lên biến quá Gọi là thân kim cang bất hoại Thân kim cang bất hoại chẳng hiếm lạ chút nào Quý vị hiểu rõ đạo lý này Có căn cứ lý luận Chỉ cần quý vị có thể không khởi tâm, không động niệm Chẳng phân biệt, chẳng chấp trước Tế bào trong thân thể quý vị sẽ chẳng biến đổi vĩnh viễn giữ được sự bình thường Nếu quý vị có phiền não không được rồi Nó sẽ dấy lên biển quá Có tham sân si Nó bèn biển quá to lớn Vì thế chẳng khởi tâm không đồng niệm vĩnh viễn giữ gìn bình thường Ở bên Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật gia trị quý vị Mỗi ngày chỉ dạy bên ấy Hướng dẫn gì? quý vị Quý vị sẽ chẳng khởi tâm động niệm Muôn hình muôn vẻ trong vũ trụ Tánh tướng sự lý nhân quả Đều giảng thấu triệt cho quý vị Quý vị đều minh bạch rồi Chẳng còn khởi tâm đồng niệm nữa Thế giới cực lạc hình thành như vậy đó Là một phòng học tốt Cố linh nhất tâm chuyên chí Nguyện sanh biệt quốc Dục sự tảo hội Vô thượng bồ đề giả Hội là quý vị đạt được chứng đắc chữ hội có ý nghĩa này hôm nay hết thời gian rồi chúng ta học tập tới đây